là Phật tử của chùa Tường Nguyên. Đây là năm thứ 9, chị Trang Trần đồng hành cùng chương trình làm bánh trung thu tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đối với Trang Trần, đây là việc làm mà chị tâm huyết. Bởi khi tham gia, chị mới biết được ở những nơi vùng sâu vùng xa còn nhiều trẻ em nghèo khó, chưa có dịp một lần được cầm chiếc bánh trung thu. Với cái mong muốn của mình và Trang mong rằng là cái chương trình này được duy trì kéo dài hàng năm để mình có thể chia sẻ được cho nhiều trẻ em nghèo hơn và nhiều người nghèo hơn. Luôn luôn mong muốn vận động được nhiều hơn nữa để làm được nhiều bánh nữa cho những trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn hơn. Để tạo ra những chiếc bánh trung thu tặng cho trẻ em, Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên do Đại Đức Thích Minh Phú làm trụ trì đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ số tiền gần 700 triệu đồng. Với số tiền này, dự kiến sẽ thực hiện hơn 20.000 chiếc bánh cho dịp trung thu năm nay. Tất cả những cái nguyên liệu được sử dụng những cái nguyên liệu tốt nhất. Thứ nhất là những cái bột là bột tốt nhất. Lá chanh thì mình phải rửa từ lá. Còn tất cả những cái nguyên liệu là không có màu thực phẩm. Với một cái mục đích và cái tinh thần là cái bánh trung thu là để động viên cho tất cả các em học sinh sinh viên nghèo. Nhưng mình kèm vào đó là tặng những cái suất học bổng và xe đạp. Đó là cái điều mà quan trọng và cái thông điệp mình gửi đến cho tất cả các trẻ em. Ngoài số tiền của các mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình, còn phải kể đến công sức của những người Phật tử đã ngày đêm miệt mài tạo ra những chiếc bánh đặc biệt thơm ngon. Đối với họ, đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa. Dù bất cứ thời gian nào, họ cũng mong muốn chung tay, góp sức mang yêu thương đến cho các trẻ em nghèo trên mọi miền đất nước. Thì em cũng mới biết ngày hôm kia thôi, thì hôm qua em có qua đây một lần rồi, thì em thấy công việc cũng vui, với lại em thấy có thể làm cho những bé em bé ở các tỉnh xa không có điều kiện có một mùa trung thu vui vẻ, nên là em muốn đến để tham gia với thầy. Mỗi năm tôi đến đây tôi làm lại để cho hội, là giúp cho hội để cho thầy phát động phong trào bánh từ thiện đó, hàng năm thì năm nào cũng về tới đây làm cho thầy hết. Sau hơn 5 ngày thực hiện, tới nay, gần 8.000 chiếc bánh đã hoàn thành. Trung bình, mỗi ngày cho ra lò 1.500 chiếc, với trị giá mỗi chiếc bánh hơn 20.000 đồng. Những chiếc bánh của Ít Lòng Nhiều này sẽ được tặng miễn phí cho trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.